Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình chỉ mọi người một món ăn Tây rất đơn giản và dễ làm. Đó là món endive au jambon avec le sauce béchamel. Thì endive của bên Tây á là nó là cái loại như vậy, thì nó giống như bắp cải thảo của mình vậy á, mà nó nhỏ. Bây giờ nếu bên Việt Nam không có thì các bạn có thể thay bằng bắp cải thảo ha. Ở đây mình thêm vào một quả chuông đỏ, ớt đỏ đó, chuông nhỏ để cho nó tạo màu cho nó đẹp. Và cứ một cái phần này cho hai người đó, thì mình sẽ dùng 2 lát rong bông, hành tây, tỏi và mình nêm bằng cục gia vị nêm bò, cục gia vị Maggi hay Knorr cũng được nha mọi người, bò kìa, tùy mọi người ha. Sữa tươi, bột mì, sữa tươi, bột mì là và bơ là để dùng cho làm cái kem béchamel. Còn nếu mọi người không có sữa tươi thì cũng có thể dùng kem tươi cũng được ha. Và thành phần có thêm, có thể gia giảm tùy theo mọi người thích là muối hoặc tiêu, nhưng mà mình nghĩ là dùng cái này là ngon nhất ha. Sau đó là hành ngò. Trước tiên thì mình sẽ cắt đôi cái endive, hay nếu các bạn không có thì thay bằng bắp cải thảo, cho thành cái này mình cắt thành 2 phần ha. Mình sẽ luộc với một chút muối nha. Mình luộc trong nước sôi để chút muối vào. Bây giờ mình sẽ cắt hành tỏi, hành tây và tỏi cắt nhỏ, hành lá và ngò cắt nhỏ. Đây mình không có ngò, mình có hành lá với mình chút ngò thôi. Cái endive sau khi luộc vừa chín tới thì để ráo, để cho ráo nước nha. Để chút dầu vào nồi chiên tỏi, rồi sau đó sẽ chiên hành phi. Khoảng chừng vài giây thì mình bắt đầu bỏ hành tây vô. Đừng có chiên cho cháy nha, vừa chín thôi mà mình sẽ đổ bơ vô. Mình để vào đây 20g bơ. Nếu các bạn thích ăn cho bơ nhiều thì cho thêm, còn không thì mình nghĩ 20g bơ là cũng đã nhiều rồi nha. Đảo cho bơ tan đều, để lửa nhỏ, thật nhỏ để cho bơ không nó bị cháy, vì nếu bơ cháy sẽ rất dễ gây không tốt cho sức khỏe. Bên Pháp nói là nếu mà bơ nó cháy có thể gây ung thư, nên mình tránh ha. Bơ vừa cháy mình sẽ để bột mì vô. 20g bơ, mình cho khoảng 2 muỗng vuông cà phê bột mì và ngoại cho đều để cho bơ nó quyện vào trong bột mì. Bây giờ mình sẽ đổ vào đây 1 cốc sữa, 1 ly sữa, ly sữa nhỏ. Lúc này thì mình có thể tăng lửa lên, mình tăng từ số 1 lên đến số 4 để cho cái hỗn hợp này nó seo sôi và nó hơi sệt lại. Nếu không đủ sệt thì mình thêm chút bột, còn nếu các bạn thích ăn lỏng thì các bạn không cần thêm bột mì. Cái lượng sữa mình đổ vào đây là khoảng 120ml. Mình vừa mới đong lại cho mọi người biết là số lượng sữa bỏ vô. Còn nếu các bạn xài kem tươi thì các bạn không đổ sữa mà đổ kem tươi vào thì nó sẽ có độ béo nhiều hơn. Các bạn sẽ cho vào đây nửa cục nem bò hoặc gà, bóp vụn ra nha, để cho vào. Vậy thì nó mau tan hơn. Rắc vào trong hỗn hợp 1 chút tiêu. Nêm cái hỗn hợp cho vừa ăn, nhưng mà đừng mặn quá, tại vì nếu mình muốn cho thêm phô mai lên trên mặt thì phô mai nó mặn rồi. Còn nếu các bạn không muốn cho phô mai thì mình có thể nêm vừa mặn. Mình sẽ lấy 1 lát rong bông, mình để cái endive vào, hay là cái cải nhỏ vào, rồi bắt đầu mình cuộn, giống như là mình cuộn cuộn chả giò hay cuộn bánh cuốn á.
Cái này là mình làm hơi ít endive nha, tại mình thấy endive nó khi luộc chín nó teo lại. Đúng ra mình có thể làm hai cái endive, thay vì nửa cái một bên thì hai cái hai bên. Và bây giờ thì mình sẽ đổ cái kem bechamel lên trên cái jambon với lại rau bắp cải gì đó ha, endive à. Nhớ là trong lúc bắt đầu mình nấu cái kem á thì mình đặt lò 200 độ trước cho nó nóng. Vậy thì mình sẽ đỡ mất thời gian á. Thì mình rải một chút hành ngò lên. Để phủ lên trên mặt của cái món ăn này thì các bạn có thể dùng sapelure, có nghĩa là giống như là vụn bánh mì đó ha, để rải lên trên, hoặc là dùng phô mai. Thường thường Tây họ dùng cái phô mai bào để cho nó có độ cháy vàng phía trên cho nó thơm. Nhưng mà có những người không ăn được phô mai, giống như ba chồng mình không ăn được phô mai, thì mình có thể thay thế bằng sapelure. Bây giờ mình chỉ mọi người bằng cách thông dụng là người ta rải phô mai lên nha. Và sau khi rải phô mai rồi thì mình chỉ việc đút lò cho đến khi nó chín vàng thôi. Và đây là cái món endive au jambon et sauce bechamel của mình đã làm xong rồi đây. Nếu các bạn cho nhiều phô mai bào và để lâu hơn, hoặc là cho cái sapelure là cái vụn bánh mì lên trên đó để lâu mặt cháy, nó khi nào nó cháy thì đưa ra thôi, chứ mình không có nói trước được lò nóng hay lò ít nóng hay nhiều nha. Và bây giờ nếu các bạn muốn thêm hành ngò thì thêm ha. Đây là mình cắt cho mọi người coi cái phần trong nó làm sao đi nha. À, đó, ở giữa là cái endive, và hay mình có thể thay thế bằng bắp cải thảo. Rồi xung quanh nó bọc jambon, bọc phô mai và kem bechamel. Mình chúc mọi người ăn ngon nha. Và nhớ cho mình một like. Au revoir, à bientôt. Chào.